Cực hạng sản văn, hai tử, nhà chúng ta nghèo. Con ở bên ngoài thành thật làm việc, không nên gây phiền toái. Cha mẹ nói. Trương Dịch trực tiếp đem một bao tải tiền ném đến trên bàn. Chúng ta không nghèo. Ta không giả bộ, ta ngã bài. Ta là trăm tỷ phú. Bạn đọc nhóm. một Chanh Trà Xá Tiểu Thuyết Mấu Chốt Mở đầu ký đến trăm tỷ tập đoàn không đạn cửa sổ mở đầu ký đến trăm tỷ tập đoàn TXT toàn tập đao loa, mở đầu ký đến trăm tỷ tập đoàn TXT chương mới nhất độc. Chương 1 Hai tử, trong nhà chúng ta khó khăn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 2 Đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 Bao súng hương cách lý lạp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Kim Cương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Nam nhân không thể nghèo, cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Ta chính là thịnh thế tổng giám đốc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Cậu nam nữ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Dẫn đổi hám làm giàu nữ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Tư nhân trang viên bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 Sông bào thai nữ bộc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc.